Đưa đây, đưa ra. Ra cua rồi, nó đang ăn. Ăn nòng không? Dạ dày phải linh linh, kỹ kỹ tí mới ngon được. Sống caramel đấy, caramel cứ này bỏ nghi bánh gà quay trong túc đấy. Ông điện. Ơi, đang lên sóng nha. Dạ dày dạ, toàn cướp thì... Bịa, bịa. Ừ, đấy, nhưng mà phải lái đi bịa thì... Ờ. Bây giờ phải... Mình đang làm ẩm thực thì phải là nói theo cái kiểu... ẩm thực đúng không, ông Túc? Đúng rồi. Kiểm định lại cho. Cái này nấu gì các phải trả được. Ông lúc nào ông chưa bảo chứ con lợn trước thế ông cũng đéo ăn cái canh lợn, ăn cái canh vịt ông ăn không ạ? Ông không ăn cái canh vịt, ông không ăn cái canh lợn, ông đánh anh em ăn cho nào thế ông không cho nước của ông không dám ăn thì... Ai chả qua ông cứ xui vào đi bắt ngang cho tao vì tao đánh. Đánh xong đông luôn. Ui, đông này. Thả nước xong đông luôn rồi đấy. Đó, kiếm lấy cái nồng xe điếu nhỉ? Đang xong rồi, anh Túc đặt xong rồi đấy, làm sổ sách cho dần đi. Sổ sách đi, để ấy đi là vào việc rồi. Để còn nó không phải là gọi gần là trả chiếu thôi. Một rưỡi rồi. Nhiều người có tài khoản, tài khủng nên ra bắn chuyển đến cái tắc đường, tắc đường, tắc tiết. Hai cái đường nhau ra gọi bế hiệu dài. À. Bảo đi dậy đi về. Không khéo hôm nay tài khoản này nỗi hết. Hai gọi hiệu dậy về. Ờ. Úp bát luôn. Đánh xong có đổ ấy. Đánh xong úp bát luôn, kéo đổ ấy, nó đang cập cạnh. Bát này. Cái này hơi ít thôi. Nó bỏ xuống. Ờ, ok. Action kết thúc. Vừa quay một vòng rồi. Cái này đang kéo đá mà nó ăn. Rồi đó, cho ông khúc này nhá. Lòng rồi. Đúng không? Lòng rồi. Đúng rồi, đừng tự cái đấy. Dạ dày. Món tái chanh đấy. Đấy đúng, có món tái chanh. Ai làm món tái chanh này? À, đứng. Con mà cũng ba cũng điều thế. Hả? À? Đây là món tiêu canh nhá. Đấy. Lần trước lần sau đông đông luôn.